Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng mình điểm qua những tin tức thú vị có trong ngày nhé. Không có vóc dáng chuẩn và thần thái kiêu sa, Dương Tử thường xuyên khiến những bộ cánh nghìn đô trông rất bình dân. Tham dự sự kiện gần đây, Dương Tử diện thiết kế dáng suông tay bồng, thân váy đính kim sa đỏ chót lấp lánh. Nhiều khán giả nhận xét bộ đồ trông xến sẩm và khiến nữ diễn viên bị tăng tuổi. So với hình ảnh của hãng thì cùng một bộ đầm nhưng thần thái của người mẫu trông khác biệt hoàn toàn. Đây không phải lần đầu tiên Dương Tử bị chê khi mặc đồ hiệu. Trước đây nhiều lần người đẹp cá mực hầm mật diện váy áo nghìn đô nhưng trông vẫn kém sang. Trong một lần khoác áo của Valentino, cô bị nhận xét là như diện hàng tà bao, khác hẳn vẻ đẳng cấp của người mẫu hãng. Bộ đầm zoom xui màu đen mạnh mẽ của Balmain khi được Dương Tử mặc cũng bị ví như mua hàng qua mạng. Cùng một bộ váy nhưng Dương Tử và Địch Lại Nhật Bà mang đến hai cảm giác khác nhau, một bên rất an toàn và bình dân, một bên lại kiêu sa ngời ngời. Vì cách mix cũng như kiểu tóc trang điểm xến sẩm, Dương Tử lép vế hoàn toàn khi đụng blazer với Son Ye-jin. Chiếc blazer của Valentino không toát lên được đẳng cấp nghìn đô khi Dương Tử diện ra sân bay. Trong nhiều lần chụp quảng bá cho nhà mốt cao cấp đến từ Ý thì Dương Tử cũng bị chê bai vì khí chất mờ nhạt và không thể hiện được nét high fashion. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.